Ok. Lạ nào. Ô thôi. Chạy mất rồi. Wow, trông con cá này to hết nhỉ. Có cua này. Cua cũng được. Cua bé quá. Ở Quảng Bình nhá, ôi trời, chúng nó bắt cua ốc à. Đây, ăn ngập cả luôn cái nồi. Ấy, nhảy ra rồi. Không bắt được, phải có vợt. Con nào gần bờ mới bắt được. Thế à, lần sau đi mang theo cái vợt. Rồi. Ui, cho vào đây. Ấy, thế là bắt được 2 con cá. Thành quả. Ui, trông bọn nó đông chưa?